mừng rỡ phát hiện loại rau thơm được ví như là kháng sinh tự nhiên giúp ngăn ngừa ung thư, đánh bay tiểu đường. Vâng, thưa quý vị khán thính giả, quý vị thân mến, rau mùi là siêu thực phẩm ít nhất phải có từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Rau mùi có nguồn gốc từ biển Địa Trung Hải và được du nhập từ các vùng phía Tây. Nó là một loại rau dược liệu rất cổ xưa trên thế giới. Nó có thể ăn sống sau khi rửa sạch. Từ lâu, rau mùi đã được sử dụng như một loại thuốc giải độc. Trong Tây y, ghi nhận rau mùi có thể giúp thải sát chất độc của kim loại nặng trong cơ thể. Hiện nay thì rau mùi có thể dễ dàng mua ở ngoài chợ với giá vài nghìn, nhưng công dụng của nó lại khiến bác sĩ khắp thế giới đều phải công nhận. Mừng rỡ phát hiện loại rau thơm được ví như kháng sinh tự nhiên giúp ngăn ngừa ung thư, đánh bay tiểu đường. Ngày nay, giới học thuật đã biết rằng nếu ăn rau mùi trong một thời gian có thể giúp loại bỏ các kim loại nặng độc hại ra khỏi tim, gan, phổi, thận và đường tiêu hóa. Đây là loại thuốc giải độc tốt nhất và nó cũng có thể cân bằng lượng đường trong máu, thúc đẩy sự thèm ăn, chữa viêm mắt, chống lại vi khuẩn, làm chậm tình trạng suy nhược thần kinh và giải quyết tình trạng sương mù não. Với hàng loạt những tác dụng tốt với sức khỏe, rau mùi được ví như bảo bối trong cả Tây y và Đông y. Trong cuốn sách Y học cổ của Tây Tạng viết vào giữa thế kỷ thứ 8, mô tả về rau mùi như sau. Rau mùi mọc ở núi và vườn, có thân cong và hoa màu trắng, chiều cao bằng một bàn chân. Cây phân nhánh nhiều, các lá con có hình răng cưa mọc ra từ nhánh. Ăn rau mùi có thể chữa được bệnh trĩ. Còn trong sách y học cổ nổi tiếng, Bản thảo cương mục cũng đánh giá rất cao giá trị chữa bệnh của rau mùi. Rau mùi có tính ấm, vị cay, có mùi thơm. Trong thông tâm tỳ, ngoài mạnh tứ chi, chủ trị đậu sởi khó mọc. Y học cổ truyền Trung Quốc cũng cho rằng rau mùi có thể làm giảm phát ban, loại độc tính trong cơ thể. Đồng thời, rau mùi có thể điều trị khô da, táo bón, đau bụng hiệu quả. Còn trong Tây y, rau mùi có thể giúp giảm lượng đường trong máu, chống lại nhiễm trùng và tăng cường sức khỏe tim, não, da và tiêu hóa. Tác dụng cụ thể của rau mùi. 1. Giúp hạ đường huyết. Lượng đường trong máu cao là một yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường loại 2. Hạt rau mùi, chiết xuất và dầu đều có thể giúp hạ đường huyết. Trên thực tế, những người có lượng đường trong máu thấp hoặc dùng thuốc trị tiểu đường nên thực hành thận trọng với rau mùi vì nó rất hiệu quả trong việc giảm lượng đường trong máu. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy, hạt rau mùi làm giảm lượng đường trong máu bằng cách thúc đẩy hoạt động của enzyme giúp loại bỏ đường khỏi máu. Một nghiên cứu trên chuột bị béo phì và lượng đường trong máu cao cho thấy, một liều duy nhất 9,1mg mỗi pound trọng lượng cơ thể hoặc 20mg mỗi kg chiết xuất hạt rau mùi làm giảm lượng đường trong máu xuống 4mmol trên lít trong 6 giờ, tương tự như tác dụng của thuốc đường huyết glibenclamide. Một nghiên cứu tương tự cho thấy rằng, cùng một liều lượng chiết xuất hạt rau mùi làm giảm lượng đường trong máu và tăng giải phóng insulin ở chuột mắc bệnh tiểu đường so với động vật đối chứng. 2. Giúp tăng cường đề kháng và miễn dịch. Rau mùi cung cấp một số chất chống oxy hóa, ngăn ngừa tổn thương tế bào gây ra bởi các gốc tự do. Chất chống oxy hóa của nó đã được chứng minh là chống lại chứng viêm trong cơ thể bạn. Các hợp chất này bao gồm terpenen, quercetin và tocopherols có thể có tác dụng chống ung thư, tăng cường miễn dịch và bảo vệ thần kinh, theo các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật. Một nghiên cứu ống nghiệm cho thấy, các chất chống oxy hóa trong chiết xuất hạt rau mùi làm giảm viêm và làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư phổi, tuyến tiền liệt, vú và ruột kết. 3. Hỗ trợ tim mạch. Một số nghiên cứu trên động vật và ống nghiệm cho thấy, rau mùi có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim, chẳng hạn như huyết áp cao và mức cholesterol LDL có hại. Chiết xuất rau mùi dường như hoạt động như một chất lợi tiểu, giúp cơ thể bạn tuôn ra lượng natri và nước dư thừa. Điều này có thể làm giảm huyết áp của bạn. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng rau mùi cũng có thể giúp giảm cholesterol. Một nghiên cứu cho thấy, những con chuột được cho hạt rau mùi đã giảm đáng kể lượng cholesterol LDL có hại và tăng cholesterol HDL có lợi. Hơn nữa, nhiều người thấy rằng
Ăn các loại thảo mộc và gia vị cay nồng như rau mùi giúp họ giảm lượng natri, có thể cải thiện sức khỏe của tim. Trong các quần thể tiêu thụ một lượng lớn rau mùi, trong số các loại gia vị khác, tỷ lệ bệnh tim có xu hướng thấp hơn, đặc biệt là so với những người ăn kiêng phương Tây, nơi chứa nhiều muối và đường. 4. Tăng cường trí nhớ, não bộ. Nhiều bệnh về não, bao gồm Parkinson, Alzheimer và bệnh đa xơ cứng có liên quan đến viêm. Đặc tính chống viêm của rau mùi có thể bảo vệ chống lại các bệnh này. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy, chiết xuất rau mùi được bảo vệ chống lại tổn thương tế bào thần kinh sau các cơn động kinh do thuốc có khả năng là do đặc tính chống oxy hóa của nó. Một nghiên cứu trên chuột lưu ý rằng rau mùi giúp cải thiện trí nhớ, cho thấy rằng cây có thể có các ứng dụng cho bệnh Alzheimer. Rau mùi cũng có thể giúp quản lý sự lo lắng. Các nghiên cứu trên động vật chứng minh rằng chiết xuất rau mùi có hiệu quả gần như diazepam, một loại thuốc lo âu phổ biến, giúp giảm các triệu chứng của tình trạng này. Hãy nhớ rằng, nghiên cứu của con người là cần thiết. 5. Hỗ trợ đường tiêu hóa và sức khỏe đường ruột. Dầu được chiết xuất từ hạt rau mùi có thể tăng tốc và thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh. Một nghiên cứu kéo dài 8 tuần ở 32 người mắc hội chứng ruột kích thích IBS cho thấy 30 giọt thuốc thảo dược có chứa rau mùi dùng 3 lần mỗi ngày làm giảm đáng kể đau bụng, đầy hơi và khó chịu so với nhóm người dùng giả dược. Chiết xuất rau mùi được sử dụng như một chất kích thích sự thèm ăn trong y học truyền thống của Iran. Một nghiên cứu về chuột lưu ý rằng nó làm tăng sự thèm ăn so với chuột kiểm soát được cung cấp nước hoặc không có gì. 6. Hỗ trợ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa. Theo nghiên cứu, trong mùi ta có bocnion, linalool giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, nhờ đó mà gia tăng khả năng trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn trông thấy. Đặc biệt, vitamin C trong rau mùi cao gấp đôi cà rốt, cà chua. Đây sẽ là nguồn thúc đẩy trao đổi chất, hỗ trợ thanh lọc cơ thể, nhờ đó năng lượng được đốt cháy tốt hơn, nhanh chóng về dáng thon gọn. Việc sử dụng ngò rí hợp lý hoàn toàn có thể giúp các bạn loại bỏ được mỡ thừa lâu năm, nhất là vùng bụng. Bên cạnh ngò rí, còn một loại rau mùi khác cũng có tác dụng tương tự là mùi tây, cần tây. Đây là loại mùi có thể hỗ trợ giảm cân vô cùng hiệu quả khi được kết hợp với các loại rau củ quả khác. Tuy vậy, để có kết quả tốt nhất khi dùng rau mùi, các bạn cần có chế độ tập luyện và dinh dưỡng cân bằng, không nên quá phụ thuộc và lạm dụng vào rau mùi. 7. Có thể bảo vệ làn da của bạn. Rau mùi có thể có một số lợi ích cho da, bao gồm cả phát ban nhẹ như viêm da. Trong một nghiên cứu, chiết xuất của nó đã thất bại trong việc tự điều trị ham tã ở trẻ sơ sinh, nhưng có thể được sử dụng cùng với các hợp chất làm dịu khác như một phương pháp điều trị thay thế. Các nghiên cứu khác lưu ý rằng, các chất chống oxy hóa trong chiết xuất rau mùi có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào có thể dẫn đến lão hóa da nhanh hơn, cũng như tổn thương da do bức xạ tia cực tím B. Hơn nữa, nhiều người sử dụng nước ép lá rau mùi cho các tình trạng da như mụn trứng cá, nám, dầu hoặc khô. Tuy nhiên, nghiên cứu về những sử dụng này là thiếu. Ăn rau mùi như thế nào để có hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe? 1. Ăn sống. Rau mùi có thể ăn sống cùng với các loại rau ăn kèm khác hoặc đem trộn vào trong món salad rau. Lưu ý, trong quá trình sơ chế, phải bỏ hết rễ và rửa sạch rau. 2. Làm nước ép rau mùi. Nếu chán việc ăn sống, bạn còn có thể thử làm món nước ép rau mùi để uống. Sử dụng loại nước này sẽ mang lại cho bạn những lợi ích như hỗ trợ giảm cân, giảm cholesterol, lợi tiểu, chữa rong kinh, chống viêm và làm đẹp da. 3. Dùng trong món ăn hàng ngày. Rau mùi là loại rau gia vị nên có thể thêm vào trong các món ăn hàng ngày bạn vẫn dùng với các nguyên liệu phổ biến như trứng gà, thịt, rau, v.v. Lưu ý khi ăn rau mùi để tốt nhất cho sức khỏe. Mặc dù rau mùi sở hữu nhiều công dụng tốt, nhưng nếu dùng sai cách, loại rau này cũng không hề an toàn cho người dùng. Vì thế, khi ăn rau mùi, bạn phải chú ý một số điều sau.
1. Ăn cùng nội tạng động vật. Rau mùi rất giàu vitamin C, trong khi đó nội tạng động vật lại rất giàu protein và các chất dinh dưỡng. Ăn rau mùi với nội tạng động vật dễ khiến cơ thể sản xuất các ion đồng và sắt, làm giảm các giá trị dinh dưỡng trong thực phẩm. Không chỉ vậy, kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau còn làm tăng nguy cơ ngộ độc, thậm chí là dẫn đến ung thư nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài. 2. Kết hợp với thực phẩm vitamin K có thể ảnh hưởng tới sự phân hủy. Vitamin K chứa rất nhiều trong các loại thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày, chẳng hạn như súp lơ, măng tây, trứng, cải bó xôi, vân vân. Trong khi đó, rau mùi lại có tác dụng phân hủy các enzyme trên cơ thể. Nếu ăn rau mùi với các thực phẩm giàu vitamin K, rau mùi có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sự phân hủy và hấp thụ chất dinh dưỡng trong cơ thể. Hơn nữa, nếu sự kết hợp này diễn ra thường xuyên, rất dễ khiến cơ thể sản sinh ra một số hóa chất, kích thích lượng lớn các tế bào trong cơ thể. 3. Ăn quá nhiều rau mùi có thể làm giảm thị lực. Theo một số nghiên cứu tại Mỹ, thường xuyên ăn rau mùi có thể làm suy giảm thị lực và dễ dàng gây ra một số bệnh về mắt. Bên cạnh đó, ăn rau mùi quá nhiều sẽ khiến bạn mất sức sống và thiếu máu. 4. Nếu mắc bệnh hô hấp, không nên ăn rau mùi. Ngoài những tác dụng phụ trên nếu ăn rau mùi sai cách, thì một số đối tượng tuyệt đối không nên ăn nhiều rau mùi. Đối với những ai có vấn đề về đường hô hấp, nếu tiêu thụ quá nhiều rau mùi có thể gây ra các vấn đề hô hấp cấp tính và dẫn đến các bệnh phổi mãn tính như hen suyễn. Cho nên, những người gặp các vấn đề về hô hấp không nên ăn rau mùi để tránh bệnh tình nghiêm trọng hơn. 5. Phụ nữ mang thai vì có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe mẹ và con. Một số thành phần có trong rau mùi có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tuyến sinh dục nữ, từ đó gây nguy hiểm cho sức khỏe của mẹ và bé. 6. Nam giới không nên ăn quá thường xuyên, có thể làm giảm chất lượng tinh trùng. Ăn rau mùi thường xuyên sẽ làm giảm lượng testosterone, từ đó khiến số lượng và chất lượng tinh trùng bị giảm sút. Ngoài ra, nam giới ăn rau mùi vào ban đêm còn gây ra hạn chế lớn về khả năng tình dục. 7. Người mắc bệnh dạ dày. Tuy tốt cho hệ tiêu hóa, nhưng ăn quá nhiều rau mùi sẽ làm tăng gánh nặng lên dạ dày, gây rối loạn hệ tiêu hóa. Theo một báo cáo y tế, sử dụng 200ml chiết xuất rau mùi trong một tuần có thể gây ra một số triệu chứng như hình thành khí trong bụng, đau dạ dày, nôn mửa, di chuyển không vững. 8. Người bị bệnh gan. Ăn rau mùi ở số lượng vừa phải sẽ giúp loại bỏ các vấn đề về gan, nhưng nếu lạm dụng, các thành phần trong rau sẽ làm việc ngược lại. Điều này làm tăng bài tiết mật và cuối cùng sẽ khiến gan bị tổn thương. 9. Người có cơ địa dễ bị dị ứng. Tinh dầu trong lá và hạt rau mùi có thể gây kích ứng da. Vì vậy, những người có cơ địa dễ bị dị ứng nên mang găng tay khi tiếp xúc với loại rau thơm này, cũng như không nên ăn những thực phẩm có loại rau này. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, rau mùi là thảo mộc được sử dụng như là gia vị cho bữa ăn và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hy vọng rằng video đã truyền tải đến bạn những thông tin bổ ích. Nếu thấy hay và bổ ích, quý vị hãy chia sẻ cho người thân, bạn bè của mình nhé. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.